Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 5 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam liên tục dồn mây ẩm từ biển vào trong đất liền, kết hợp với hội tụ gió, nhiều khu vực đã xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc, tuy nhiên sẽ gây ra một đợt mưa vừa mưa to, mưa trên diện rộng cho hầu khắp các khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ trong ngày thứ hai của tuần tới. Ngoài ra, vụ mưa sẽ còn được mở rộng xuống khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, đối với khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, nhiều nơi trời sẽ chuyển lạnh, vùng núi cao trời sẽ chuyển rét, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 4 đến 8 độ tùy từng khu vực. Đối với khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới thì nắng nóng có xu hướng gia tăng, nhiệt độ ban ngày sẽ thường xuyên duy trì ở mức cao từ 32 đến 34 độ. Đặc biệt là các khu vực của miền Đông Nam Bộ có nơi xấp xỉ lên đến 36 độ. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Sang đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Về đêm và sáng sớm trời rét, ban ngày nhiệt độ sẽ tăng lên từ 1 đến 2 độ, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Lui xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc, sáng sớm và đêm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Lui xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 30 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ. Sang đến khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại trên cả nước đều không mưa, có thời tiết tốt, thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi bám biển.